Ngày hôm nay mình sẽ xào cà rốt, đậu rồng với lại khổ qua, nấm hương rồi món chay nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành xào ha. Dầu nấu rồi mình sẽ cho cái một chút xíu ớt nha các bạn. Rồi mình sẽ cho bắp vô. Đậu bắp với đậu đũa, đậu đậu rồng. Rồi khổ qua này là khổ qua nụ nha các bạn. Khổ qua non á. Rồi cái mình cho rớt vô. Rồi mình sẽ cho cái nấm hương vô như các bạn, nấm hương mình sắc ra nhỏ ra. Rồi mình sẽ cho hạt nêm nha các bạn. Này là hạt nêm chay nè. Mình mua hạt nêm này nè các bạn, hạt nêm từ nấm hương á. Mình cho một chút xíu đường nha các bạn. Rồi đảo cho nó đều cái này mình cho ra dĩa thôi. Rồi, chín rồi nha các bạn, mình sẽ cho ra dĩa. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái rau ra dĩa ha. Rồi, đây là cái phần rau củ mình đã xào xong rồi nha các bạn. Đó, này để ăn chay á, ăn nấm hương với lại đậu rồng, đậu đậu bắp rồi cà rốt đó. Nói chung là đơn giản lắm, mấy món này, mấy cái này cũng dễ tìm. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo và đừng quên đăng ký ủng hộ mình nha các bạn.